À, chào mừng các bạn đến với kênh AOE4 của Clement, và đây là trận đấu thứ ba giữa game thủ Lucifron đối đầu với cả người em dai dại của mình, đó là Vô Trịch. Map đấu là map Ả Rập Khô Cằn. Trong trận đấu này thì game thủ Vô Trịch là người cầm cho mình đó là con Ottoman, trong khi đó thì game thủ Lucifron là người cầm cho mình đó là con Ả Rập. Ottoman đối đầu với Ả Rập ở map Abbasid Drive. Tỷ số hiện tại đang được cân bình là 1-1. Và đây là một cái map được đánh giá là có cái độ khô máu bậc nhất ở trong phiên bản AoE4. Nó thuần như kiểu mà ở AoE1 các bạn hay chơi map hai con chi vậy. Thì ở AoE4 thì người ta cũng thường hay solo, thường hay chơi lựa chọn cái map là map Ả Rập Khô Cằn để lựa chọn đánh nhau. Bây giờ mới có một trận đấu mà hai ông chọn hai quân khác nhau anh em ạ. Đây là con Ả Rập trong tay game thủ Lucifron. Chúng ta hãy cùng nhìn cái builder của con Ả Rập này thì bắt đầu nha. 7 dân khai thác thực, 3 dân khai thác vàng. Con dân hai con dân tiếp theo xây ra thì sẽ xây cho mình một cái ngôi nhà trí tuệ và ăn 3 cây gỗ lẻ ở đây. Sau đó là để lại 4 dân ăn thực và xây cho mình một cái trại khai thác đá để khai thác đá từ rất sớm. Đấy là cái builder mà con Ả Rập sẽ chơi ở trong cái map này. Hãy cùng hiểu xem liệu rằng có được như vậy hay không. Khi đối đầu với con Ottoman, nó sẽ có được cho mình một vài đơn vị lính giáo từ rất sớm. Ở khoảng thời điểm mà phút thứ 3 thì con lính giáo của game thủ Vô Trịch sẽ tiến tới được khu vực tài nguyên của game thủ Lucifron. Và làm cách nào để game thủ Lucifron có thể chống đỡ được vài ba con lính giáo của game thủ Vô Trịch mà ăn được đá xây cho mình được cái nhà chính thứ hai. Chúng ta hãy cùng chờ xem cách mà game thủ Lucifron giải quyết hai con lính giáo đầu tiên của game thủ Vô Trịch sẽ như thế nào. Con đầu tiên thì không nói, con thứ hai cơ nó mới là vấn đề anh em ạ. Con thứ hai thì nó mới có nhiều sát thương vì hai con chọc một nó sẽ đau, chứ còn con lính giáo đầu tiên lao lên thì lấy dân đập là chết thôi. Vâng, hai con dân đầu tiên xây cho mình một cái ngôi nhà chuế, một con tách ra khu vực bãi vàng, một con tách ra điện gỗ. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng có chính xác những gì bình luận viên nói hay không. Một con bãi vàng, một con DOA ăn gỗ chứ sao lại ăn thực. Vâng, lên đời ở thời điểm 1 phút 12 phút 17 giây. Chuẩn binh y chuẩn chuẩn cực kỳ chuẩn rồi anh em ạ. Mắc binh rồi đấy. Trận đấu trước đấy thì ông Marinox lên đời khoảng thời điểm 2 phút ba mấy, còn game vụ Lucifron là 2 phút mười mấy. Chuẩn như Clement xây dựng giáo án rồi. À, trận đấu này thì ông ta lại không cho ăn cây gỗ lẻ để lên được cái nhà chính thứ hai từ quá sớm. Không lên nhà chính thứ hai từ siêu sớm anh em ạ. Nếu như lựa chọn lên nhà chính thứ hai từ siêu sớm thì sẽ ăn 3 cây gỗ lẻ này. Ăn 3 cái gì? Vâng, lên đời bằng cánh quân sự ạ. Vâng, đây là một cái builder lạ lẫm đến từ vị trí của game thủ Lucifron nha. Anh ta lên đời bằng cánh quân sự, lên đời xong thì anh ta sẽ có được cho mình đó là hai lính giáo và một con cung thủ, sẽ diệt ngay những cái đơn vị lính giáo đầu tiên đến từ vị trí của game thủ Vô Trịch này. Không cần phải ra nhà quân cũng có thể giết được con lính giáo của hai con lính giáo đầu tiên của đối phương. Nhưng mà với cái việc lên bề mặt cánh quân sự ấy, thì nó sẽ không có ưu thế về mặt kinh tế anh em ạ. Không có ưu thế về mặt kinh tế. Và lúc đấy thì phải lấy quân ra đánh nhau chay với đối phương. Lên lời xong anh ta sẽ nâng cấp cho mình công nghệ thực phẩm tươi ngon ở trong cái nhà chính của mình này. Có luôn cho mình hai con cung và một con linh giáo. Hai con cung và một linh giáo hay hai con giáo và một con cung nhỉ? Hai linh giáo và một con cung. Xử lý luôn mấy cái thằng lặt vặt này. Con Ả Rập bây giờ nó có cái công nghệ mặc định, nó là cái công nghệ thực phẩm tươi ngon, nó mặc định ở trong nhà chính rồi. Thế nên là cái việc của con Ả Rập bây giờ nó lựa chọn cho mình sự lên đời bằng các cánh rất đa dạng nha. Có thể lên đời bằng cánh giao thương, có thể lên đời bằng cánh văn hóa, hoặc có thể lên đời bằng cánh quân sự cũng được. Và lên đời bằng công nghệ gì thì cũng có cho mình cái công nghệ thực phẩm tươi ngon ở trong nhà chính rồi. Và những con giáo đầu tiên của game thủ Vô Địch về các bạn thấy đấy. Rất thông minh đến vị trí của game thủ Lucifron khi lựa chọn phương án đối đầu với cả con Ottoman này nhé. Không cần phải ra nhà quân thì cũng có thể đẩy lui được quân của đối phương về. Bài này thì con Ả Rập này có thể lựa chọn cái phương án để đối đầu với cả con Mông Cổ cũng được. Nó có một con cung và hai con giáo và một con cung thì có thể đẩy lui con Mông Cổ ở thời điểm ban đầu. Ở trong thời điểm ban đầu mà nếu như mà con Mông Cổ ý đồ đi đóng chòi, khả năng chưa kịp đóng xong cái chòi thì đối phương đã có được cho mình một con cung và hai con giáo lao ra rồi. Nên anh em hoàn toàn có thể cân nhắc cái phương án mà sử dụng cái bài để con Ả Rập lên đời bằng cánh quân sự để đối đầu với cả con Mông Cổ hoặc con Ottoman nha.
Sau khi lên đời bằng cánh quân sự xong rồi thì tất nhiên việc của game thủ Lucifer bây giờ phải ép quân thôi. Lên đời bằng cánh quân sự thì có được cho mình cái công nghệ, đó là công nghệ trại huấn luyện tân binh. Xem nó sẽ giúp cho tất cả những đơn vị bộ binh tăng thêm 15% lượng máu. Và lúc đấy khi mở combat với cái việc mà có công nghệ rồi thì anh ta sẽ có được cho mình cái lượng máu tốt hơn. Ở thời điểm này thì game thủ Lucifer vẫn chưa vội vàng nâng cấp, vì nâng cấp bây giờ nó cũng chỉ có thể giúp cho một vài đơn vị quân của mình có máu, tăng thêm máu thôi, nhưng mà nó sẽ chưa khiến được cho mình có quá nhiều lợi thế. Anh ta để vàng đấy để nâng cấp công nghệ, và anh ta nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay trước đấy. Đấy chính là lý do vì sao mà anh ta chưa nâng cấp công nghệ chạy huấn luyện tới mình từ quá sớm, vì đã đánh nhau đâu. Tầm này chỉ ngồi đi ăn với cấu rỉa đối phương, chưa cần nâng cấp vội làm gì cả, để tiền đấy mà mua cái việc để nâng cấp cái khác. Vâng, vẫn tiếp tục là đưa dân của mình ra khai thác đá để ý đồ giống cho mình cái nhà chính thứ hai nha. Cái việc mà lựa chọn cái cánh quân sự này chỉ có duy nhất giúp cho game thủ Lucifer có được một cái, đó là không phải ra nhà quân thì cũng có thể đẩy lui được những con giáo của đối phương về nhà của mình thôi. Ngoài ra thì cũng không có gì gọi là tạo ra sự đột biến quá nhiều. Ở đây thì game thủ thì cũng đã nâng cấp được cho mình công nghệ xe đẩy tay rồi, cũng đã có được cho mình công nghệ xe đẩy tay rồi, có được cho mình một con kỵ trống rồi. Lượng quân của anh ta hiện tại đang là 6, trong khi đó lượng quân của Lucifer đang có là 5. Xây thêm nhà quân hay chưa? Có lẽ là chưa. Vâng, có được nhà chính thứ hai đến từ vị trí của game thủ Lucifer. Hai nhà chính rồi. Sau khi có được hai nhà chính, anh ta sẽ khai thác tài nguyên và nâng cấp cho mình công nghệ chạy huấn luyện tân binh. Và lúc đấy mà con Ả Rập nó ép bộ binh thì thật sự là đáng sợ anh em ạ. Tôi nghĩ rằng cái phương án này có khi là hay hơn cái phương án lên bằng cái kinh tế đấy, để chống lại cái thời điểm tấn công ban đầu. Đánh nhau đời hai thì thật sự là lên đời bằng công nghệ, lên đời bằng cánh quân sự này thật sự là hay. Cái bài này tôi khả năng tôi phải test lại, sau đó là xây dựng giáo án cho anh em. Dạo này cũng bận quá, thành ra là cũng chưa có một cái giáo án gì mới ở trong cái meta mới này. Chờ sau khi mình sắm được cái bộ PC mới, lúc đấy thì mình sẽ có nhiều thời gian tập trung vào công việc hơn. Thì mình sẽ xây dựng thêm những cái giáo án để giúp cho anh em nắm bắt được cái meta ở trong season 4 là tốt hơn nha. Còn thời gian này nó hơi bận, bây giờ phải đang bận đi cày tiền anh em ạ. Bây giờ là thất nghiệp rồi, chính thức là thất nghiệp từ hôm 15 rồi. Một con kỵ trống. Con kỵ trống của con Ottoman thì nó có cho mình ba cái skill, đó là skill chống tấn công và chống phòng thủ và chống phòng thủ đánh xa. Đấy, nó có thể chọn lựa cho mình cả ba cái phương án này, một trong ba phương án. Bạn có ra bao nhiêu con kỵ trống thì nó cũng chỉ có thể chọn lựa một trong ba phương án thôi. À, các đơn vị quân của bạn cũng chỉ có thể chọn lựa được một trong ba cái skill của nó, trong ba cái skill đấy thôi. Nếu như đã chọn cho mình cái skill nó là tấn công thì sẽ được tăng thêm 15% tốc độ tấn công. Còn tăng giáp thì thường thì người chơi chỉ tăng lựa chọn phương án tấn công thôi. Thỉnh thoảng thì họ mới phải đổi phương án. Bắt đầu tăng thêm nhà quân đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Tăng thêm cho mình một cái trường bắn, hai trường bắn, hai chuồng ngựa. Không chơi lính giáo mà đánh cho mình những đơn vị quân đó là kỵ nhẹ kẹp cung thủ. Ở phía bên này thì vô trịch là một bài đấu mà anh ta ép cung cũng sẽ khá trâu anh em ạ. Trịch nâng cấp được cho mình công nghệ chặt gỗ rồi. Thế nên là anh ta sẽ ép cung một cá trâu đấy. Tình huống công đầu tiên của con Ottoman. Bao giờ thì con Ottoman có những cái tình huống công ban đầu cũng rất đáng sợ. Và lợi dụng cái việc dân giá rẻ lập tức là tanker để bắt những đơn vị quân đi lẻ đến từ vị trí của game thủ vô trịch ngay. Và lợi thế đã có đến từ vị trí của game thủ Lucifer rồi. Anh ta đã bắt được một vài con kỵ nhẹ của đối phương. Anh ta sẽ có lợi thế ở trong tình huống combat tiếp theo. Đây không phải là con kỵ nhẹ nha các bạn nhé. Đây là cái con kỵ trống. Con này nó chỉ nó như là kiểu một đơn vị quân mà nó tăng thêm đam, nó support thêm cho những đơn vị quân của mình ấy. Đam tay của nó yếu lắm. Sức tấn công của nó gần như không có. Khi những cái đơn vị quân con kỵ trống này đứng ở bên cạnh để nó cổ vũ cho những cái đơn vị quân đứng xung quanh nó được nhận thêm cái hào quang. Một là tăng thêm tốc độ tấn công, hai là tăng thêm phòng thủ, và ba là tăng thêm giáp đánh xa. Ở đây thì game thủ vô trịch đang lựa chọn cái phương án là bolus cho những đơn vị quân đứng xung quanh con kỵ trống của mình, tăng thêm 15% tốc độ tấn công. Anh chàng Lucifer này đang phải ra cho mình những cái đơn vị cung thủ nhiều hơn để có những tình huống mà bắn từ xa bắn chết con kỵ trống này, giảm đi cái sát thương mà những đơn vị quân của con Ottoman có thể gây ra và đẩy ram từ siêu sớm đến vị trí của game thủ vô trịch.
Ảo ma Kara thật. Quân được dăm ba thằng đã đổi để ram hai con xe ram luôn. À bạn hỏi con kỵ nhẹ của Ottoman có cái sức chịu đựng này gì thì là gì mà chưa hiểu gì. Khi mà con kỵ nhẹ bật cái chế độ sức chịu đựng này thì nó sẽ có được tăng thêm đam nhưng nó sẽ bị giảm đi cái khả năng sống của nó. Vâng, kiểu như là nó sẽ đánh tấn công mạnh hơn nhưng mà nó sẽ bị giảm đi sức chịu đựng. Nó sẽ thích hợp ở những cái tình huống mà lao vào đánh cơ giới, đánh những quân quân cung này này. Đây này. Nổ luôn cái nhà chính phủ luôn à. Hai con xe và nổ luôn nhà chính phủ đến từ vị trí của game thủ Lucifron luôn. Mất nhà chính phủ luôn anh em ạ. Mất nhà chính phủ xây cho mình một cái nhà xây lương. Một turn hơi ẩu. Nhưng liệu rằng turn này có ăn được combat hay không? Đây, lượng quân của game thủ Lucifron đang có là 28, trong khi lượng quân của game thủ Vujic bây giờ đang là 22. Và anh ta đang muốn ăn một turn combat này. Turn combat này càng chạy càng thua anh em ạ. Cứ thằng nào chạy thằng ấy thua. Vâng, điều quân là khá hay đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Ở trong cái thời điểm mà khởi nguồn của AI4 thì Lucifron và game thủ Maynox đã có một trận solo pháp để đời anh em ạ. Một trận solo pháp được coi là trận solo kinh điển hay nhất lịch sử AOE4 ở thời điểm hiện tại. Trận đấy thì mình cũng có cát rồi. Mình cũng có cát và mình cũng up trên Tube rồi. Nhưng mà bây giờ ở kênh cũ mọi người ạ. Nếu như mọi người có thời gian có thể tìm lại trận solo pháp giữa game thủ Lucifron đối đầu với cả game thủ Marinox. Thật sự là một trận pháp kinh điển. Khả năng điều quân của game thủ Lucifron nó một cái điều gì đó rất tốt anh em ạ. Điểm phá hủy tăng gấp 3 lần rồi. Bằng bắt toàn bộ quân của đối phương rồi. Và GG luôn đến từ vị trí của game thủ vô trịch. Một turn mà lừa bắt quân quá hay đến từ vị trí của game thủ Lucifron. Chấp nhận là mất cái nhà chính để đối phương mất đi 500 tài nguyên gỗ ra ram. Sau đó là mình ép quân và bắt gọn quân của đối phương. Quá hay. Thật sự là Lucifron vẫn có những cái miếng lừa và vẫn có những cái miếng võ mà cảm giác là chỉ khi vào trận thì game thủ vô địch mới chỉ khi anh ta dùng thì game thủ vô địch mới kịp nhận ra thôi.